Giang, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Channel. Dạo gần đây cho Giang thường hay mở hộp điện thoại toàn là chỉ tục thôi. Xin lỗi các bạn, nhưng mà trời, khi mà mở hộp một chiếc điện thoại mà nhìn thiết kế của em nó mà quá là thích đi, là cứ auto chỉ tục thôi. Và đây cũng là một chiếc điện thoại mà vừa mở nắp hộp ra thì mình phải tại sao nó lại ngầu đến như vậy, và hãy cùng mình tìm hiểu chiếc điện thoại nhân vật chính của video ngày hôm nay, đó chính là Xiaomi Mi 8 Pro. Và các bạn cũng thấy là hôm nay cho Giang diện một cái bộ đồ rất là bánh bèo, tại vì mình nghĩ là mình sẽ được trên tay chiếc Xiaomi Mi 8 màu rất rất là bánh bèo, rất là dễ thương, là cái sự chuyển màu vàng xanh đỏ cam hồng gì đó, nói chung là rất rất là bánh bèo, mình cực kỳ thích luôn, nên mình đã chuẩn bị một cái bộ đồ cũng bánh bèo không kém. Nhưng mà cuối cùng thì mình đã được trên tay em này một phiên bản gọi là ngầu lòi luôn, thực sự phải dùng cái từ ngầu lòi. Đây các bạn có thể nhìn phiên bản mà mình đang cầm trên tay thì nó sẽ rất rất là giống với Xiaomi Mi 8 Explore Edition Mi 8 EE. Đó, ở đây chúng ta sẽ có một cái mạch lưng là trong suốt và có thể thấy được những linh kiện phụ kiện ở bên trong của nó. Nói chung khi nhìn qua thì chúng ta sẽ chỉ thấy màu đen, điểm xuyết một vài màu đỏ và vàng đồng, rất rất là ngầu luôn ý. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm camera kép là 12 megapixel với cái viền tròn đỏ như thế này để tạo cái điểm nhấn tông xuyệt tông với lại vài cái linh kiện như là logo của Qualcomm ở đây. Bên cạnh đây là nút nguồn cũng là màu đỏ luôn. Ngoài ra những cái bo mạch thì đều là màu vàng đồng, nhìn rất là sang, nói chung là trời má thích quá. Đến với mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình Super AMOLED cho chất lượng hiển thị là Full HD Plus và kích thước là 6.21 inch. Thế nhưng mình cảm nhận thì hai viền bên của nó rất là mỏng, tuy nhiên viền dưới cũng như là cái tay thỏ thì nó lại hơi bự một chút, và các bạn hoàn toàn có thể ẩn đi cái phần tay thỏ này nếu thấy khó chịu. Tuy nhiên thì mình sẽ không recommend chuyện này, tại vì khi mà ẩn tay thỏ đi thì cái phần trên của nó sẽ hơi dày hơn một chút, cho nên là mình mới quyết định là sẽ để cái tay thỏ như thế này. Và trong cái tay thỏ này của chúng ta sẽ có một cái camera selfie là 20 megapixel khá là lớn, cùng với đó là một cụm cảm biến nhận diện bằng khuôn mặt, tức là các bạn ngoài cái việc mà dùng mã pin nè, dùng mật khẩu thì các bạn còn có thể dùng cái cảm biến nhận diện bằng khuôn mặt nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái mức độ bảo mật cao hơn, gọi là mở khóa bằng vân tay, nhưng mà vân tay thì lại được đặt ở trong màn hình. Đây cũng là một cái điều nâng cấp hơn so với Xiaomi Mi 8. Và đây các bạn có thể thấy là biểu tượng vân tay nó sẽ luôn hiện lên màn hình như thế này, đây gọi là chế độ Always On Display. Như vậy thì các bạn khi mà cần mở khóa thì chỉ cần đặt vân tay lên cái màn hình này thôi. Và khi mà mình thử thì cái việc mà dùng vân tay ở trong màn hình này, các bạn sẽ phải đè mạnh nó xuống một chút thì các bạn sẽ mở ra, và độ trễ thì cũng không đáng kể một chút nào. Và cũng theo như mình biết thì Xiaomi Mi 8 Pro là cái con smartphone mà có mức giá tốt nhất có vân tay ở trong màn hình như thế này. Rồi, nói về cấu hình thì em này sẽ chạy con chip Qualcomm Snapdragon 845, RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB, chạy trên nền Android 8.1 và MIUI 10, cho các bạn có thể trải nghiệm mượt mà hơn, nhanh chóng hơn. Và khi mà mình sử dụng đa nhiệm thì thấy nó rất là mượt mà, không có lag hay là trễ nhiều, hoặc là do máy mới thì mình cũng chưa biết. À, và thêm một cái này nữa mà mình nghĩ là một điểm trừ nho nhỏ cho Xiaomi Mi 8 Pro, đó chính là thời lượng pin. Pin của em này sẽ là 3000mAh, thấp hơn một chút so với Xiaomi Mi 8 là 3400mAh. Nói chung là mình nghĩ là với cái thời lượng pin này thì các bạn nữ hoặc là các bạn mà có cái nhu cầu sử dụng không quá lớn thì có ok. Còn các bạn nào mà kiểu chiến game miệt mài hay là nghiện smartphone thì rất là cần một cái cục sạc dự phòng đây. Quay trở lại với camera selfie thì cái giao diện camera rất là đơn giản và dễ sử dụng, không có quá nhiều rắc rối đâu. Và với camera selfie thì chúng ta sẽ có những cái chế độ làm đẹp cho các bạn lựa chọn nè. Rồi các bạn có thể chụp xóa phông ở chính camera trước. Camera sau thì sẽ có thêm hỗ trợ AI để các bạn có thể chụp cảnh này, chụp đồ ăn này, chụp con người khác nhau. Đó. Tổng kết lại hãy nói về cảm nhận khi mà mình cầm trên tay em Xiaomi Mi 8 Pro này. Với riêng cái phiên bản mà mạch kính trong suốt này thôi thì chỉ biết nói là trời má ngầu quá, rất là ngầu luôn. Và theo như mình biết thì ngoài ra còn có phiên bản màu đen nè, và phiên bản màu đỏ, cam, vàng, hoàng hôn gì đó. Nói chung là rất rất là phù hợp cho các bạn bánh bèo nữ tính như mình. Và các bạn nào mà thích đơn giản thì chọn phiên bản màu đen. Bạn nào mà thích ngầu lòi, nhìn một phát là phải chửi thề, đó thì chọn phiên bản như thế này. Ok, và vừa rồi là bài trên tay rất là nhanh của mình về chiếc Xiaomi Mi 8 Pro. Thì các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Hãy để lại bình luận cho mình ở phần comment phía dưới. Và các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và subscribe cho Channel nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.